Chào bà con, hôm nay mình đại bộ tôm Minh Dũng và mình làm một cái clip mới nói về chuồng nuôi công nghiệp cho chim bồ câu Titan Thái. Đây là mô hình chuồng bồ câu là mình lấy trực tiếp bên bên Thái về nha. Ở Việt Nam này chưa ai có. Nếu ai mà có nuôi kiểu chuồng bồ câu này rồi thì lại Minh Dũng xin hậu tạ. Là những cái kỹ thuật này cũng như là cái chuồng này là mình nhập hoàn toàn bên Thái Lan về đúng không anh? Chuồng này là mình lấy kỹ thuật ở bên Thái về. Toàn bộ kỹ thuật hết mình bên Thái về. Hôm nay về mình về Việt Nam, mình hướng dẫn cho bà con từng chi tiết nuôi thế nào mà công nghiệp và cho đạt hiệu quả cao nhất hiện nay. Rồi cái gì bây giờ anh hướng dẫn mọi người luôn ha. Rồi, để hôm nay mình chạy bồ câu sẽ lấy bí quyết mà để hiện giờ ở bên Thái nuôi ít nhân công mà nuôi số lượng nhiều và đạt hiệu quả cao nhất hết. Hôm nay đây là chuồng bồ câu. Chuồng bồ câu này là nó là dài là 65, cao 50 nha, ngang 50, đáy 50, nắp 50, diện 50 hết, nhưng mà chiều dài nó là 65. Là đặc biệt này, bà con thấy chuồng này có khác cái chuồng truyền thống những chỗ khác nuôi không? Đây, rất hiệu quả nha. Ở đây là chuồng này là không có đáy. Quan trọng là đó. Giới thiệu bà con là chuồng không đáy như thế nào. Chẳng hạn như chuồng có đáy như truyền thống hiện giờ đang nuôi. Đây. Đây. Cái này là cái máng hứng phân đúng không anh? Máng hứng phân. Hồi xưa mình lưới hứng phân, nhưng giờ là máng hứng phân. Xin nói rõ cho bà con cái máng hứng phân này á. Lúc đầu ở bên Thái nó cũng có nuôi, sau này nó truyền đạt qua bên Trung Quốc nó cũng nuôi, nhưng mà bây giờ không hiệu quả nữa. Thứ nhất, tốn nhân công nhiều. Thứ hai, chim bị bệnh nhiều. Quan trọng là cái chim bị bệnh là cái nấm á. Cái nấm chim bồ câu không bị đậu nha bà con. Lý do gì bà con biết không? Lâu ngày cái phân cái đây nè, phân trong cái máng này nè, tại vì ít nhất là 1 tháng hoặc 2 tháng hoặc 3 tháng mới vệ sinh lần. Cái phân ở dưới đây nó bay lên con chim bồ câu, nó cho bồ câu bị nấm bệnh đầu rồi đủ thứ, cũng vì lý do con bồ câu này nó bệnh. Tại sao mà bồ câu của Thái là không bệnh? Đó là hôm nay chỉ từ chi tiết, quan trọng nhất là cái chuồng. Đây, chỉ cái chuồng cho bà con coi. Chuồng này là chuồng không có cái đáy. Là nè bà con coi nè, hiện giờ là mình làm đây, ở trên cái rổ này ở dưới đây có một tấm tôn nè, đây tấm tôn nè, dưới cái rổ này bồ câu nó đi phân á, nó rớt xuống nó sẽ né cái rổ này nè. Bồ câu nó đi phân xuống nó rớt, nó sẽ né cái tổ dưới. Còn ở bên ngoài là nó sẽ rớt thẳng xuống đất luôn đúng không anh? Bên ngoài là nó coi như rớt xuống thẳng dưới bên ngoài là rớt thẳng xuống dưới đất luôn. Đây, chỉ rõ bà con coi. Chỉ rõ bà con coi đây. Từ ở đây, con chim tầng này lỡ như có ỉa trong đây thì dướng cái tấm tôn này, thì trong ngày nó khô nó nhảy tới luôn, nó cũng rớt xuống đây. Đây, rớt xuống cái hộp này.
mình xin nói với bà con là coi như là ở bên Thái có chỗ thì người ta nuôi cá chứ, để xuống là cá ăn luôn, mà có chỗ thì người ta làm cái học như thế này đây, là coi như nuôi công nghiệp mà, để xuống một cái không hứng phân không gì hết, rớt xuống đây là ở đây mình có men sinh học, 2 năm đến 3 năm mình hút phân một lần, 2 năm đến 3 năm như chuồng này 2 năm rồi nè, phân khô vô không hôi thối không gì hết, không gì hết nè. Nhưng mà bà con đừng nghĩ là con chim trên đây ẻ trúc con chim kia nha, nó không bao giờ nó ẻ trúc được, lỡ có trúc thì nữa cũng rớt xuống dưới đây thôi nha, là nó rớt hết xuống dưới đúng không anh? Học luôn. Đây là cái học mình xây là coi như là mình bỏ cái bột vi sinh phân hủy trong một ngày luôn nha. Đây là cái phần mình làm cái học vi sinh, mình bỏ trấu với lại cái men vi sinh đó. Mình bỏ trấu với cái men vi sinh vô, nó phân hủy trong một ngày luôn. Đây từ tầng số 3 nha, để từ tầng số 3 đây để xuống rớt dưới hầm luôn. Đây là cái hầm, đây là mình bỏ phần men sinh học phân hủy trong một ngày nha, mà này 2 năm mình mới hốt phân lần nha, không hôi thối không gì hết nè. Coi có ẻ trúng con chim bồ câu không bao giờ trúng nha, không bao giờ trúng. Nó quan trọng một điều, bồ câu nuôi chuồng như thế này nó thoáng từ trên thoáng xuống tới dưới. Thứ nhất là mình được một cái vậy nè, chuột không ăn là quan trọng nhất, chuột đâu có chui giường nào, đâu có dưới đâu mà nó ăn nó lên. Thứ hai nữa, không bị đậu, không bị nấm. Lý do vì sao đâu nó khó hết mà tất cả từ trên thấu xuống dưới mà. Lý do về trại Minh Dũng là nuôi không thuốc là vậy, không bệnh hoạn, không gì hết, là mình nuôi công nghiệp. Thay vì giờ là mình nuôi 1.000 cặp nó cho 2 người, hoặc 10.000 cặp nó trong vòng 5 người nha. Nhưng mà mình nuôi 10.000 cặp này ấy, chỉ có 2 người nuôi cũng được, 3 người nuôi cũng được. Tại vì ỉa từ đến dưới mình đâu dọn phân đâu, cái khâu dọn phân bây giờ tốt lắm. Đây chỉ bà con coi nè. Nè con cụ câu này nha, mình có làm một cái tấm lót đây, tấm tôn đúng không? Tấm tôn nó ỉa nó khô trong một ngày này không, nó nhảy tới lừa cũng rớt xuống đất. Đây xuống đất đây, bà con thấy có dơ gì đâu. Không dơ nha, đẻ đàng hoàng thấy không, đẻ trứng quá cực. Và em để ý là khi mà mình làm cái quy trình như này thì có vẻ như lòng bồ câu rất là sạch đúng không anh? Sạch, thoáng, bồ câu rất là sạch, thoáng, không bị bệnh. Nói chung là rất là sướng cái khâu mà dọn phân, với lại lý do gì nhiều người, bà con người ta chăn nuôi hiện giờ nuôi bằng cái máng hứng phân này nè. Để hỏi anh Dũng ơi, sao bồ câu tôi bị nổi hột, nổi trái nhiều quá, anh Dũng ơi có cách nào chỉ không? Xin thưa là nuôi như thế này là coi như là bị cái hơi của nó bốc lên đó. Nó nhiều con vi khuẩn, nó làm cho đủ thứ bệnh. Thứ nhất là hôi, thứ hai là cũng làm cho tạo vi khuẩn á. Nó cho chim nó nổi hột, nổi đậu lên là bị bệnh. Mình nuôi chuồng công nghiệp như thế này, đây nuôi công nghiệp nè, là coi như là chuồng một đáy nha, ở dưới cái chuồng dưới là cái đáy chuồng kia, rồi là cái nóc của chuồng nọ là dễ cái rớt xuống nha bà con, rất hiện đại. Và sắp tới là cái mô hình bồ câu của mình sẽ thay đổi theo cái hướng này hết đúng không anh? Toàn bộ hiện giờ là mình thay đổi là 10.000 đôi của trại Minh Dũng. Áp dụng 1 năm nay rồi, chỉ có bên Thái mới có thôi nha. Các bạn mà ở xa, ở ngoài Bắc gì nữa, mình xin nói
rõ lại là chim này của Thái, mô hình của Thái, mô hình của chim bồ câu này là bên Thái, là mình lấy mô hình của bên Thái về đây mình hướng dẫn cho bà con. Còn bà con nào nói bồ câu này của Trung Quốc, bên Trung Quốc có loại chuột này chưa? Dạ xin thưa không có, mình cũng đi học hỏi nhiều nơi rồi không có, chỉ có bên Thái mới có thôi. Đây, nhiều anh hiện giờ nói bên Thái người ta thả rông không à, không có nuôi công nghiệp, nếu có chỉ cho tiền phí đi. Dạ xin thưa không chỉ đâu, đừng có vụ mà để cho nói địa chỉ ra nha, mình không có chỉ đâu, chỗ mình đang làm ăn mà. Còn quý vị thì cứ nhập ở đâu giống tốt thì quý vị cứ bà con cứ gì đặt giống đó mà nuôi. Nhưng mà mình hôm nay mình chỉ thật tình chuồng công nghiệp, ỉa xuống lớp đất, không ỉa trúng con kia nha, xin nói không ỉa trúng con kia, thật chuồng không dơ. Bà con nào muốn lại đây học hỏi và kiểu chuồng này thì hãy đến Minh Dũng. Minh Dũng sẽ chỉ toàn bộ hết về cho bà con đỡ công lao động và sạch sẽ và chim không bệnh. Quan trọng là không bệnh. Thứ hai là không nổi đậu, không nổi hột, không nổi ké gì hết. Thứ ba là chuột nha. Chuột không thể nào mà nó chui nó cắn cái con này được hết. Nha, quan trọng là đó. Bao chuột vô luôn. Có thể nói là bên Thái Lan là dường như là họ đi đầu trong những cái lĩnh vực nông nghiệp đúng không anh? Bên Thái Lan á, chủ yếu bán cho Trung Quốc. Bên đất nước Thái Lan á, có nơi là người ta đạo một cái đạo hồi gì đó, người ta không ăn thịt chim Thái Lan, chim bồ câu. Có nơi thì có, mà đa số hiện giờ bán cho khách du lịch thì nhiều. Mà chủ yếu con giống ra là bán cho Trung Quốc là nhiều nhất. Hôm nay mình chỉ cho nuôi công nghiệp và chuồng bồ câu, chứ mình không có giới thiệu bán giống nha. Thực ra đời trước giờ anh em mình cũng hầu như những clip mình làm đều hướng dẫn anh em nuôi bồ câu, chứ thực ra anh em mình cũng đủ rồi, cũng không cần bán giống đâu anh em ạ. Nên là mọi người xem clip thì sẽ có thêm những cái thông tin, và khi mà thấy thông tin bổ ích thì có gì ủng hộ để anh em mình làm clip để phát triển kênh nha. Thì bây giờ anh có thể đi một vòng của cái này cho mọi người xem rõ hơn không? Chim đẻ ấp đầu về nha. Đang ấp không? Là ấp trứng nào không? Cái phân ở dưới này thì 2 năm mình mới phải dọn hay? 2 năm mình dọn lần, tại mình có làm cái men tự hủy á. Cái men tự hủy á, cái men tự hủy là coi như nó không hôi, không thối, không gì hết. Quan trọng là cái bệnh của nó là không có bốc lên như những cái máng hay là cái lưới hương phân gì hồi xưa giờ nó còn bị nổi đậu nó hợp. Nhưng mà mình áp dụng cái chuồng này tới bây giờ hiệu quả 100%, ít nhân công. Cái khâu mà nuôi bồ câu là chuyện nhỏ, mà cái khâu dọn phân mới là chuyện lớn, nói cho bà con nghe là quan trọng nhất hơn rồi. Nhưng mà mình được áp dụng như vậy rồi rất là khỏe. Ở bên Thái nha, mình xin nói, một cái nữa nè, không bao giờ cho uống nước này nha, người ta uống bằng núm, ta ỉa xuống luôn cái ao cá luôn, ta nuôi cá luôn. Thâu nước là không có múc chế hay là tập máng uống tự động vậy, nó còn alkali không, vẫn alkali á, nó uống bằng núm, là nó phát cái núm bằng ống nè, đây nè, nó uống núm như vậy nè, mình chỉ cho cái núm cho, mình đang áp dụng ở nhà mình nè, núm đây nè, núm như thế này nè. Đây,
À, hiện giờ mình cho nấm nè nha. À, nấm nè. Đó. Toàn bộ giống nhập về là mình phải cho uống nấm hết. Đó. Mà liệu rằng những cái nấm này được bồ câu nó có biết đủ không anh? Chắc biết chứ đúng không? Biết chứ. Nó không biết nó chết hết sao, kìa nó đang uống, mình vẫn thấy đang uống mà. Đang rỉ uống. Mình cho uống nấm hết. Rỉa đó. Đó, rỉa đó. Ừ, các con đó đang rỉa kìa. À, đang rỉa. Đó, đứa bên kia, chuồng bên kia đang rỉa kìa không? Rỉa chứ, đó, rỉa đó. Đó, rỉa, rỉa. Đó, rỉa. Rỉa nó uống đó. Đó là không dịch bệnh Acoli. Là quan trọng Acoli nó trong nguồn nước nó bị, Acoli là về chim bị tiêu chảy. Là cũng nằm ở trong đó 50% bồ câu làm cho bồ câu tiêu chảy. Ở đây là mình áp dụng là coi như là cho chim bồ câu thái nha. Còn bây giờ thì đa số là người ta nuôi bằng vẫn sử dụng máng hoặc lưới. À, trại Minh Dũng là làm gì cũng tiên phong hết nha. Là mình làm lưới là đầu tiên nhất, hôm nay mình làm lưới là hôm nay 18 năm rồi. Làm lưới nè, lưới hướng phân á cũng đạt hiệu quả cao. Nhưng mà bây giờ ở bên Thái nó làm nay 4 năm là cái từ trên chuồng không có cái nè, nè cái đáy này xuống đây luôn. Phân khô nha. Nuôi chuồng kiểu này là coi như là không bao giờ chim bị bệnh. Chim không bao giờ bị bệnh. Những cái thông tin phải nói là cực kỳ bổ ích đúng không anh? Đúng, mình chỉ rất là kỹ. À, coi như là mình không giấu gì bà con. Tại vì mình học ở bên Thái như thế nào mình chỉ cho bà con tận tâm. Mình chỉ phải thực tế cho bà con. À, mình nuôi cái này là nói trước bà con nghe nha. Là chim bồ câu này là không có bị đậu, không bị tả. Tại bồ câu không bao giờ bị dịch tả nha. Uống la su ta rồi này kia hay là tất cả gì kia là bồ câu không bao giờ nằm trong cái nhóm mà gia súc gia cầm nha các bạn. Tại bồ câu không có bệnh tả đâu, đừng cho nhỏ la su ta gì hết, không có đâu. Lý do gì chim bồ câu ở trại Minh Dũng không bị bệnh là như thế này. Để ra rớt đất luôn, phóng từ trên phóng xuống dưới. Chim không có tù túng mà không có máng hứng phân, nó không có bốc cái phân cái lên thì chim nó không bị đậu không bị bệnh. Hôm nay là mình chỉ cho bà con là cái nuôi công nghiệp như thế nào đạt hiệu quả. Mô hình này mình lấy trực tiếp bên Thái về cho bà con. À, chào tạm biệt bà con. Hẹn bà con sau này mình có một cái gì hay bổ ích, mình lấy trực tiếp từ bên Thái về mình sẽ chỉ bà con nữa. Chào bà con.